Quý vị và các bạn thân mến, thì bên mình đang chuẩn bị đóng đà điểu và gửi đi Bình Phước. Cái đơn hàng này bên mình thực hiện là 4 con đà điểu 2 trống 2 mái chuyển cho khách hàng có tên Zalo là Đỗ Văn Dĩ. Số điện thoại là 0962 623 931. Mình xin được chia sẻ thông tin của khách hàng bên mình cho tất cả các quý vị và các bạn biết nhé. Đặc biệt là quý vị và các bạn ở khu vực Bình Phước. Nếu quý vị và các bạn theo dõi được cái video này thì quý vị và các bạn có thể là tới tham quan cơ sở kinh doanh của khách hàng của bên mình, cũng như là trao đổi tư vấn kỹ thuật, giao lưu cùng với khách hàng của bên mình các bạn nhé. Quý vị và các bạn có thể nhìn thấy này, bên mình chuyển giao khách hàng của bên mình nhé, đầy đủ luôn này. Tất cả các loại quy trình bên mình chuyển giao này, tất cả các loại thuốc mà bên mình sử dụng để chuyển giao cho khách hàng này, trong đó có cả thảm nữa. Cái thảm là cái mà hết sức quan trọng đối với đà điểu các bạn nhé. Mình xin nhắc lại là việc nuôi đà điểu là bắt buộc chúng ta sẽ phải sử dụng thảm, và cái thảm là yếu tố cực kỳ quan trọng đối với đà điểu, đặc biệt là vào buổi tối, đặc biệt là vào những cái ngày mà thấy đất nó mưa, cái độ ẩm không khí là nó cao. Quý vị và các bạn thân mến, thì trong cái hóa đơn này nhé, thì mình cũng xin được chia sẻ luôn để cho quý vị và các bạn biết, cũng như là khách hàng của bên mình biết luôn này. Ở đây thì có gồm có một là men tiêu hóa này, hai là vitamin tổng hợp ADE này, ba là kháng sinh Ambi này, bốn là glucocase, năm là bột đá, sáu là thảm. Thì các này quý vị và các bạn về phải sử dụng như sau. Thứ nhất là cái men tiêu hóa này, và cái vitamin tổng hợp này thì chúng ta sẽ phải hòa vào cho đà điểu uống hàng ngày. Chúng ta sẽ trộn và hòa vào nước cho uống, chúng ta sẽ trộn với cả rau xanh giải ra cho đà điểu ăn, và chúng ta sẽ hòa vào nước rồi chúng ta bơm trực tiếp cho đà điểu nhé. Trong một tuần mới về là quý vị và các bạn lên bơm trực tiếp cho đà điểu, sẽ giúp cho đà điểu nó nhanh hồi phục, nhanh thích nghi với cả môi trường sống mới, thích nghi với thức ăn mới các bạn nhé. Còn cái glucocase này thì chúng ta sẽ sử dụng trong 3 ngày đầu, và đặc biệt là khi nào mà thời tiết nó nắng nóng ấy, 35, 36, 37, 38 độ trở lên thì chúng ta sẽ dùng. Còn cái bột đá này chúng ta sẽ cho vào một cái khay riêng, chúng ta để ra một cái góc ô nuôi, hoặc là chúng ta sẽ để ra một cái góc máng ăn bên ngoài để cho đà điểu nó ăn nhé. Còn cái thảm này là chúng ta sẽ sử dụng vào buổi tối. Buổi tối thì chúng ta sẽ trải cái thảm ra cho đà điểu nó nằm vào buổi tối nhé. Ở đây thì quý vị và các bạn nhìn thấy này, chúng ta sẽ có những cái bóng sửa như này. Bóng sửa này này chúng ta sẽ sử dụng vào buổi tối các bạn nhé. Buổi tối đặc biệt là vào ban đêm ấy, ban đêm thì nhiệt độ có thể là nó không xuống thấp, nhưng mà cái không khí ẩm, đặc biệt là ban đêm có rất nhiều là gió lùa sương xuống, cộng không khí ẩm, cộng với cả gió lùa vào ban đêm thì rất chi là ảnh hưởng đối với đà điểu. Đà điểu nó sẽ nằm túm tụm lại với nhau, nó dẫm đạp lên nhau thì rất chi là nguy hiểm nhé. Những con mà nó nằm dẫm đạp lên nhau thì quý vị và các bạn hình dung nhé, nó nằm túm tụm vào nhau, các con nằm ở trên nó đè xuống các con dưới, thì sáng hôm sau là những con ở phía dưới đấy nó sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Đặc biệt là bên buổi tối nó tích cái phần nước ở trong cái phần cái bọng tích nước để nó bài tiết ra bên ngoài, nó sẽ chứa rất chi là nhiều nước. Khi mà bị dẫm đạp lên nhau, khi bị đè lên nhau thì có hiện tượng là dò xỉ nước ra bên ngoài, thì rất nguy hiểm đối với đà điểu nhé, sẽ gây chết đà điểu đấy các bạn ạ. Quý vị, mình xin chia sẻ để quý vị và các bạn có thể nắm được này. Hiện tại là bây giờ đang là 6 giờ chiều, nhiệt độ ngoài Hà Nội đang là 33,5 độ C. Quý vị và các bạn nhìn nhé, 33,5 độ C. Còn lúc mà chưa nắng hoặc là đầu giờ chiều ấy thì nhiệt độ nó lên tới 40 độ hoặc là 41 độ. Và cái độ ẩm này này đang là 69% độ ẩm. 6 giờ tối nhé, và độ ẩm đang là 69%. Cái độ ẩm này nó sẽ tăng lên, ví dụ như là đến tầm khoảng là đêm hoặc là rạng sáng, ví dụ là 1, 2 giờ sáng hoặc là 3, 4 giờ sáng, thì cái độ ẩm này còn nó có thể lên tới là 75% độ ẩm. Còn khi buổi trưa ấy, thì quý vị và các bạn hình dung nhé, buổi trưa thì độ ẩm này nó xuống đến bao nhiêu? Buổi trưa hoặc là đầu giờ chiều độ ẩm này nó sẽ xuống đến cái mức là 50% độ ẩm. Quý vị và các bạn hình dung nhé, độ ẩm là 50% độ ẩm. Thì cái độ ẩm buổi trưa hoặc là đầu giờ chiều nó xuống tới 50% độ ẩm thì độ ẩm này là rất thích hợp với đà điểu. Độ ẩm phù hợp nhất đối với đà điểu là từ 30% này
cho tới 50% là độ ẩm là phù hợp nhất đối với đại điểu. Buổi trưa hoặc là đầu giờ chiều thì chúng ta nhìn cái đồng hồ này nó sẽ báo là tầm khoảng là 50% độ ẩm thì nó rất chi là phù hợp. Nhưng buổi tối thì sao? Buổi tối nó lên tới tận 75%, đặc biệt là vào sáng sớm thì chúng ta nhìn là chênh lệch giữa ban ngày và ban đêm nó là 25% độ ẩm, thì như vậy là quá cao nhá. Còn nhiệt độ chênh lệch giữa ban ngày và ban đêm thì sao? Ban ngày thì cao điểm nhất trong ngày thì nó sẽ lên tới 41-42 độ C, và ban đêm thì nó sẽ xuống tầm khoảng 27-28 độ. Thì tức là chênh lệch giữa ban ngày và ban đêm nó lên tới 15 độ C. Còn độ ẩm nó chênh lệch tới 25%. Nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm là 15 độ C và độ ẩm chênh lệch giữa ngày và đêm là 25%. Thì với cái sự chênh lệch nhiệt độ và độ ẩm như này thì nó sẽ gây ra cái hiện tượng sốc nhiệt cho đại điểu các bạn ạ. Quý vị và các bạn hãy xem cái video mà mình hướng dẫn là cách phòng tránh sốc nhiệt cho đại điểu để quý vị và các bạn biết cách xử lý nhé. Còn trong cái video này thì mình xin nhắc nhở quý vị và các bạn luôn này. Buổi tối thì chúng ta sẽ phải trải thảm cho đại điểu nằm. Chúng ta sẽ quây kín vào, nếu chúng ta thả ngoài trời thì chúng ta sẽ phải quây kín. Còn nếu chúng ta mà nhốt đại điểu ở trong nhà vào buổi tối thì là chúng ta sẽ phải là đóng kín cửa để tránh gió lùa vào cho đại điểu, để tránh cái không khí bên ngoài nó vào nó làm tăng độ ẩm của đại điểu nhé. Còn nếu chúng ta bắt buộc sẽ phải trải thảm cho đại điểu nó nằm. Nếu mà chúng ta vẫn thấy là đại điểu nó nằm túm tụm lại với nhau thì chúng ta sẽ phải là thắp thêm cái bóng sưởi để cho đại điểu nó tản ra. Thì như vậy là sẽ giúp đại điểu của chúng ta nó khỏe mạnh và nó không bị ảnh hưởng bởi buổi tối nó nằm nó dẫm đạp nó đè nó nhau các bạn nhé. Hiện tại thì bên mình đã tách đại điểu ra rồi, tách 4 con đại điểu ra để kiểm tra cũng như là ngoại hình và cái tiêu chí về kỹ thuật trước khi đóng đại điểu và chuyển đi các bạn ạ. Đây là hình ảnh 4 con đại điểu được chuyển đi cho khách hàng của bên mình nhé, khách hàng Bình Phước các bạn nhé. Quý vị và các bạn thân mến, thì trong cái quá trình hoạt động của trang trại đại điểu Phương Nam thì bên mình luôn luôn đặt cái chất lượng đại điểu lên hàng đầu, cái uy tín sẽ được đặt lên hàng đầu. Nên chính vì vậy mà trong thời gian qua và thời gian hiện tại thì bên mình nhận được rất nhiều sự tin tưởng của khách hàng. Khách hàng đã tin tưởng đặt hàng của bên mình, khách hàng đã tin tưởng chờ đợi bên mình, dù cái thời gian mà khách hàng phải chờ đợi là khá lâu do bên mình có rất nhiều các đơn hàng các bạn ạ. Nên là bên mình rất muốn là thực hiện các đơn hàng một cách nhanh chóng, nhưng mà có những đơn hàng là bên mình đã bị chậm thì khách hàng hết sức thông cảm cho bên mình nhé các bạn nhé. Đó là những cái yếu tố mà ngoài mong muốn thôi, chứ thực ra bên mình không muốn là giao hàng chậm cho bất kỳ một khách hàng nào cả. Hiện tại thì đã đến giờ để bên mình đóng đại điểu rồi, cái video này mình sẽ kết thúc tại đây các bạn nhé. Mình xin được chúc khách hàng Bình Phước của bên mình sẽ chăm sóc 4 con đại điểu này một cách hết sức là thuận lợi và an toàn. Nếu mà có vấn đề gì trong quá trình chăm sóc đại điểu thì khách hàng bên mình hãy điện thoại trực tiếp cho mình để bên mình tư vấn trực tiếp nhé các bạn nhé. Quý vị và các bạn cũng như vậy, nếu quý vị và các bạn mà trong quá trình hoạt động kinh doanh nếu gặp vướng mắc khó khăn gì thì quý vị và các bạn hãy điện thoại trực tiếp tới số điện thoại hotline là 0912 600 611. Trang trại đại điểu Phương Nam sẽ tư vấn cũng như là đồng hành cùng quý vị và các bạn. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.